Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel. Và nếu như Redmi Note 7 vừa mới lên kệ nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là đạt được một con số doanh thu rất là khủng, thậm chí thì có nhiều hàng sách tay đã tràn với Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải là một con bài duy nhất của hãng trong năm 2019 đâu, mà sắp tới đây hãng sẽ cho một phiên bản mới là Redmi Note 7 Pro với những con số cấu hình còn khủng hơn thế nữa. Và cụ thể như thế nào thì hãy theo dõi hết clip này với mình nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đến thời điểm hiện tại được rò rỉ để xem rằng là cấu hình hoặc là công nghệ trên chiếc điện thoại này có xứng tầm với cái chữ Pro mà hãng đã đặt cho nó không. Chiếc Snapdragon 675 của Qualcomm được xây dựng trên quy trình 11 nanomet với sức mạnh xử lý được cho là trội hơn cả Snapdragon 710, nhưng mà GPU chậm hơn và vi xử lý ảnh thì sẽ kém hơn. Tuy nhiên so với Snapdragon 660 trên Redmi Note 7 thì Snapdragon 675 hoàn toàn sẽ vượt trội hơn. Tiếp đến là cảm biến camera 48MP Sony IMX586 và được cho là sẽ có chất lượng ảnh tốt hơn cả Samsung GM1 trên chiếc điện thoại Note 7. Như vậy, đó là tất cả những thông tin ở thời điểm hiện tại mà chúng ta có thể cập nhật về phiên bản Pro của Note 7. Dự kiến là chiếc điện thoại Redmi Note 7 Pro sẽ có cái mức giá là tầm khoảng 4.8 đến 5.1 khi mà ở thị trường Trung Quốc, và chắc chắn là khi về Việt Nam thì mức giá của nó sẽ chênh lệch hơn. Như vậy thì so với chiếc điện thoại Redmi Note 7 thì cái mức giá của Redmi Note 7 Pro nó sẽ chênh lệch là khoảng tầm 1.5 triệu. Với 1.5 triệu thôi mà chúng ta đã có sự cải tiến về cấu hình cũng như là về camera, như vậy thì cũng đã gọi là quá đủ cho một chiếc điện thoại với phiên bản Pro đúng không? Về phần thiết kế thì không biết rằng là sẽ có sự thay đổi như thế nào, nhưng mà nếu như không có sự thay đổi thì chúng ta cũng không có gì gọi là bất ngờ, bởi vì so với cấu hình và camera thì Redmi cũng đã quá là đầu tư và mạnh tay khi mà chi cho chiếc điện thoại Redmi Note 7 Pro rồi đúng không? Tuy nhiên thì Redmi Note 7 Pro sẽ phải đối diện với rất là nhiều những cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh trong cùng phân khúc. Ví dụ như chiếc điện thoại Nokia 8.1, giá hiện tại mình tham khảo tại Bạch Long Mobile thì nó sẽ rơi vào tầm giá là khoảng 7.9 triệu, và cái con chip của nó sẽ là Snapdragon 710. Trong khi đó thì Redmi Note 7 Pro sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 675, và khi về tới Việt Nam nó cũng sẽ rơi vào tầm giá như vậy. Hoặc là đối thủ trực tiếp đến từ nội bộ đó chính là chiếc điện thoại Pocophone F2. Chiếc điện thoại này thì đã được rất là nhiều fan hâm mộ chờ đón, và cũng có thể là trong cái dịp mà Redmi Note 7 Pro ra mắt thì Pocophone F2 cũng sẽ được tung ra. Như vậy thì Redmi Note 7 Pro sẽ phải đối diện với một đối thủ rất là mạnh đến từ chính hãng mẹ của mình. Liệu rằng là Redmi Note 7 Pro có đủ sức cạnh tranh với những chiếc điện thoại khác trong cùng phân khúc hay không? Chắc chắn là chúng ta sẽ sớm có câu trả lời khi mà sản phẩm này lên kệ. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Bee Channel nha. Và các bạn hãy ghé qua Bạch Long Mobile để cùng tham khảo tham gia cái chương trình Hái Lộc Đổ Xuân. Biết đâu sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại iPhone X Max. Thông tin thế nào thì mình sẽ đính kèm link bên dưới để chúng ta tham khảo chi tiết hơn. Và bây giờ thì xin chào các bạn. Bye bye.